Chào tất cả các em, thầy Duy và Toliha.vn sẽ đồng hành cùng với các em chinh phục kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020. Xin chào tất cả các em sinh thân yêu. Đội ngũ các thầy cô Toliha.vn với chuyên môn và nhiệt huyết của mình sẽ giúp các em chinh phục kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới. Và thầy là Dương Tiến Tài, giáo viên hóa học, rất vui khi được đồng hành cùng các em.